Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba, ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt cấp tỉnh. Lâm Đồng trao 54 giải trong cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 14. Phát triển văn hóa đọc từ thư viện cộng đồng. Đắk Nông nhiều chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư. Bảo vệ rừng để giảm sự ấm lên toàn cầu. Đến với Hợp tác xã Xuân Hương, nơi khát khao đưa thương hiệu rau hoa Đà Lạt đến gần hơn với người tiêu dùng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 16 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt cấp tỉnh. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Cùng tham dự có đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 56 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các sở ngành và các địa phương. Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nêu rõ tính cấp thiết và đề cao vai trò nhiệm vụ của việc đào tạo bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý. Thực hiện quy định số 164 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xây dựng chương trình học tập bồi dưỡng theo hướng hệ thống lại những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại, đồng thời cung cấp thêm những kiến thức mới, những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn, phục vụ thiết thực công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt cấp tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến nhấn mạnh, học tập là một vấn đề rất quan trọng trong đời sống thường ngày và trong công tác, nhất là công tác cách mạng. Học tập vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi thiết thân và còn có nhiều điều phải học và cũng có rất nhiều cách để học. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các học viên nhận thấy rõ trách nhiệm của mình, học tập nghiêm túc, lắng nghe đầy đủ với tinh thần khiêm tốn cầu thị, biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động tự giác, theo sự gợi mở định hướng của các báo cáo viên, đồng thời tìm đọc thêm tài liệu để mở mang kiến thức, tiếp nhận thêm thông tin, liên hệ, suy ngẫm, từ đó vận dụng những kiến thức được trang bị vào hoạt động thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tại đơn vị, ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, v.v. Trong thời gian 3,5 ngày, các học viên được nghe 7 chuyên đề bao trùm tất cả các lĩnh vực về xây dựng Đảng và tổ chức bộ máy, xây dựng chính phủ liêm chính, phục vụ và hành động, công tác tư tưởng, lý luận, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, chiến lược quốc phòng an ninh đối ngoại. Đây là những chủ trương lớn của Đảng và nhà nước với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, quan trọng, được hệ thống hóa, bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, các nghị quyết hội nghị trung ương từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Lớp bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 10. Sáng nay ngày 16 tháng 10, tại huyện Đơn Dương, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp cùng các sở ban ngành của tỉnh đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 14 năm 2018. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành và lãnh đạo huyện Đơn Dương cùng tham dự buổi lễ này. Sau một năm tổ chức thực hiện cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 14 năm 2018, nhận được 109 giải pháp tham dự, tăng 34% so với năm 2017, trong đó có 13 giải pháp thuộc lĩnh vực đồ dùng học tập, 25 giải pháp thuộc lĩnh vực phần mềm tin học, 26 giải pháp thuộc lĩnh vực dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, 43 giải pháp thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Các giải pháp tham dự khá đa dạng, xuất phát từ lao động thực tiễn có sự đầu tư công phu trong thiết kế và thực hiện các mô hình.
Qua cuộc thi này, ban tổ chức đã thống nhất chọn 17 giải pháp xuất sắc tham dự cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên di động toàn quốc lần thứ 14 năm 2018 tại Hà Nội. Tại đây, Lâm Đồng có 3 giải, trong đó có một giải nhất và 2 giải khuyến khích. Lý do chúng em chọn đề tài này là vì dâu tây là được xem như là một loại quả đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng, nhưng mà người trồng dâu tây thì không kiếm được lợi nhuận bao nhiêu, tại vì dâu tây là một loại quả mọng nước nên là rất là dễ hỏng. Bên cạnh đó thì kiến tơ tằm thì rất nhiều tại địa phương Lâm Đồng, nên chúng em có ý tưởng là tạo ra một sản phẩm mới để bảo quản trái dâu tây từ cái kiến tơ tằm trên để tăng lợi nhuận kinh tế cho người trồng dâu nuôi tằm về góp phần bảo vệ môi trường. Khi chúng em biết được là cái đề tài này đạt giải đặc biệt thì chúng em thứ nhất là rất là bất ngờ và thứ hai là rất là vui, tại vì những cố gắng nghiên cứu của mình đã thành công và được mọi người công nhận, và chúng em sẽ vui hơn nữa nếu như là cái đề tài này được áp dụng rộng rãi đến mọi người. Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2018 tuy có những chuyển biến tốt và gặt hái được nhiều kết quả, nhưng cuộc thi chưa có sức lan tỏa mạnh và chưa thu hút nhiều đối tượng tham gia. Một số giải pháp còn khá sơ sài, chưa có sự đầu tư đầy đủ về mô hình, báo cáo thuyết trình chưa đúng với hướng dẫn của ban tổ chức. Đến tham dự hội nghị, giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã chia sẻ, động viên với các em tiếp tục nghiên cứu, không ngừng tìm tòi sáng tạo để hoàn thiện sản phẩm, trau dồi kiến thức để trở thành người có ích cho xã hội. Đối với những em được giải, nên tạo điều kiện cho các em tiếp tục nghiên cứu để nâng cao hơn nữa cái hàm lượng khoa học trong giải. Thứ hai là động viên các em tiếp tục học, chọn cái ngành nghề đúng với chuyên môn các em ưa thích để sau này các em có thể phát huy được tài năng của mình. Để cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tại Lâm Đồng những năm tiếp theo thực sự trở thành phong trào, thúc đẩy sự sáng tạo nghiên cứu của học sinh, thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động học sinh mạnh dạn tham gia hoạt động này, cũng như công tác đăng ký sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm của các em. Xin đề nghị tất cả các cấp các ngành, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tất cả các bậc phụ huynh, tất cả các em học sinh trên địa bàn tỉnh biết về cuộc thi này và mạnh dạn đăng ký tham gia các giải pháp, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm để tổ chức cuộc thi ngày càng tốt hơn, lựa chọn các chuyên gia có uy tín, có trách nhiệm, có chuyên môn sâu tham gia các hội đồng thẩm định, đánh giá và chấm điểm để cuộc thi thực sự chọn lựa được các giải pháp khả thi có tính ứng dụng cao. Đặc biệt cần quan tâm đến việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho các tác giả có các giải pháp đạt giải cao, giúp khẳng định được tầm quan trọng, vị thế và uy tín của cuộc thi này. Tại buổi lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho giải pháp nghiên cứu sản xuất mang sinh học từ chế phẩm tơ tằm chiếu xạ bảo quản dâu tây của em Lê Nguyễn Hoàng Ngân và em Phan Lê Thảo Phương, trường Trung học phổ thông Đơn Dương, và ba giải nhất với các đề tài bộ bàn ghế đa năng phục vụ môn học thể dục của em Nguyễn Trần Khang Trang và Vũ Bùi Thiện Ý, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Đức Trọng. Thiết bị in và hiển thị chữ cho người khiếm thị của em Đào Anh Hào, trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long Đà Lạt, và thiết bị hỗ trợ tập luyện hồi phục chi dưới cho bệnh nhân tai biến của em Trần Kiên và Bùi Trung Kiên, trường Trung học phổ thông Trần Phú Đà Lạt. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã biểu dương và trao thưởng cho 8 giải nhì, 11 giải ba, 21 giải khuyến khích và giấy chứng nhận cho các giải pháp hiệu quả của các thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Lâm Đồng. Hai tập thể và ba cá nhân thuộc ban tổ chức cuộc thi đã hoàn thành tốt công tác tuyên truyền vận động, tổ chức cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lâm Đồng cũng được khen thưởng tại buổi lễ này. Thu nhập từ cây dược liệu cao gấp 4 lần giá trị sản xuất truyền thống. Thư viện Đa Thiện tại phường 8 thành phố Đà Lạt là một điển hình cụ thể theo phương thức xã hội hóa tại một số thư viện ở địa phương. Là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng được đưa vào kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Đến nay, dự án hồ Đà Sì, huyện Cát Tiên đã hoàn thành công tác chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 cho 35 hộ với diện tích 49,4 ha. Trong tổng số diện tích kiểm đếm của dự án là 187,1 ha. Khối lượng giải ngân 55,4 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch vốn năm 2018. Bên cạnh đó, các ngành chức năng địa phương đang tiến hành các bước xà phá bom mìn, thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ, xử lý mối,
và hoàn thành thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công trình Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phê duyệt. Việc triển khai thực hiện công trình hồ chứa nước Đà Sị không chỉ cung cấp nguồn nước tưới cho hàng ngàn hectare đất sản xuất nông nghiệp của ba xã Nam Ninh, Gia Viễn, Tiên Hoàng và vùng phụ cận, mà còn góp phần khai thác tiềm năng lợi thế về sản xuất nông nghiệp, đồng thời khắc phục tình trạng thiếu nước sản xuất trên địa bàn, nhất là vào các thời điểm mùa khô trên địa bàn huyện Cát Tiên. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang xây dựng đề án phát triển cây dược liệu trên địa bàn toàn tỉnh với quy mô diện tích từ 500 đến 600 ha vào năm 2025. Lâm Đồng xác định cây dược liệu là một trong những cây trồng thế mạnh của địa phương. Các loại cây dược liệu đặc hữu trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục được phát triển, bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế cao hơn các loại cây trồng khác. Diện tích cây dược liệu toàn tỉnh là 315 ha, phổ biến là atiso, đẳng sâm, đương quy, diệp hà châu, nấm linh chi. Đặc biệt, giá trị sản xuất bình quân trên hecta cây trồng dược liệu đạt khoảng 700 triệu đồng, cao gấp 4 lần so với giá trị sản xuất bình quân của tỉnh. Hiện nay, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang xây dựng đề án phát triển dược liệu với quy mô diện tích đến năm 2020, dự kiến đạt 385 ha và khoảng từ 500 đến 600 ha vào năm 2025. Chuyển sang thông tin khác. Thời gian qua, do thời tiết thay đổi khiến sản lượng của hoa Đà Lạt bị ảnh hưởng và sụt giảm đáng kể. Một số loại hoa chủ lực của Đà Lạt không đủ hàng cung ứng cho thị trường, làm cho giá hoa tươi biến động. Gần kề ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, giá hoa tại Đà Lạt đã tăng gấp từ 2 đến 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Thời gian qua, do thời tiết thay đổi khiến sản lượng của hoa Đà Lạt bị ảnh hưởng và sụt giảm đáng kể. Một số loại hoa chủ lực của Đà Lạt không đủ hàng cung ứng cho thị trường, làm cho giá của hoa tươi biến động. Gần kề ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, giá hoa Đà Lạt đã tăng gấp 2 đến 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Ở các làng hoa lớn của Đà Lạt như Vạn Thành, Thái Phiên, Hà Đông v.v., giá hoa hồng dao động từ 3.500 đến 5.000 đồng một cành tùy từng loại, cao hơn gần gấp 3 lần so với năm ngoái. Đặc biệt là mẫu hoa hồng đỏ có giá cao nhất lên 5.000 đồng một cành. Các loại hoa hồng khác như hồng vàng, hồng trắng, hồng cánh sen có giá từ 3.500 đồng một cành tăng 2,5 lần. Do nhu cầu tiêu thụ hoa tăng mạnh vào ngày lễ, nên ngoài hoa hồng, các loại hoa khác như hoa đồng tiền, hoa cẩm nhung, hoa cẩm chướng, cát tường, mắt ngọc cũng tăng từ 50 đến 70%. Hoa Đà Lạt được các thương lái đặt hàng để mang đi tiêu thụ ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, v.v. Quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn tích cực tham gia, đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này, hàng năm, ban vận động các cấp đã kịp thời phân bổ hỗ trợ giúp cho hàng ngàn hộ nghèo, học sinh, công nhân lao động nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện xây dựng và sửa chữa nhà ở, phát triển sản xuất, học tập, khám chữa bệnh, vui xuân, đón Tết. Góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc làm và kết quả ý nghĩa nói trên thể hiện nét đẹp, tình cảm, trách nhiệm và truyền thống nhân ái của người Việt Nam, cùng nhau đoàn kết, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đồng thời khẳng định sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với những người còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn gần 12.000 hộ nghèo, hơn 15.000 hộ cận nghèo, trong đó có 1.592 căn nhà ở tạm bợ, dột nát, cần phải sửa chữa, làm mới. Còn nhiều hộ nghèo không có điều kiện phát triển sản xuất chăn nuôi, nhiều em học sinh, sinh viên, công nhân lao động nghèo, bệnh nhân nghèo, nhất là các hộ khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ của toàn xã hội. Thiết thực hưởng ứng chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo và tháng cao điểm vì người nghèo, từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thiết tha kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, nhường cơm, sẻ áo, cùng nhau đóng góp giúp đỡ người nghèo, góp phần tạo thêm nguồn lực tiếp sức cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống, cùng đảng, nhà nước thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương, tỉnh nhà
ngày càng phát triển. Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp và đồng bào nghèo trong tỉnh xin ghi nhận và tỏ lòng tri ân đến những tình cảm quý báu của các tập thể và cá nhân trong và ngoài tỉnh dành cho đồng bào nghèo tỉnh Lâm Đồng. Mọi khoản đóng góp xin chuyển về Quỹ vì người nghèo tỉnh Lâm Đồng, tài khoản số 3751010643494000000. Mã quan hệ ngân sách 1063494, Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng, hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, số 57, đường Quang Trung, thành phố Đà Lạt. Xin trân trọng cảm ơn. Chuyển sang thông tin khác, trong khi chủ trương xây dựng mạng lưới thư viện, phòng đọc sách cơ sở theo phương thức xã hội hóa tại một số thư viện ở địa phương mới bắt đầu được triển khai, thì trong xã hội có rất nhiều thư viện mang tính cộng đồng đã ra đời, nhanh chóng lan tỏa và bước đầu phát huy hiệu quả. Thư viện Đa Thiện tại phường 8 thành phố Đà Lạt là một điển hình cụ thể. Tuy mới đi vào hoạt động được gần 5 tháng, nhưng thư viện thực sự hữu ích cho người dân quanh khu vực. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự. Cứ đều đặn vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, Thư viện Đa Thiện đặt tại hội trường tổ dân phố 1, 2, 3, 4 thuộc phường 8 Đà Lạt lại mở cửa để đón người dân đọc sách. Với diện tích khoảng 30m², Thư viện Đa Thiện là thư viện cơ sở hiện đại đầu tiên trong hệ thống thư viện công cộng của tỉnh Lâm Đồng với số sách ban đầu gần 1.000 cuốn. Thư viện cũng được trang bị một bộ máy vi tính cài đặt phần mềm quản lý gắn với hệ thống web mã vạch, cổng điện tử, quản lý sách, cấp thẻ để mượn sách về nhà. Tất cả đều được bố trí bài bản, ngăn nắp, tạo nên một thư viện khép kín chuyên nghiệp. Con rất là thích đọc sách, thì thường đọc sách là sách giấy, thì lâu lâu thì con mới đọc sách trên mạng. Con sẽ đến đây vào những khi con rảnh và đọc sách. Con muốn thư viện này sẽ hoạt động lâu dài hơn và có nhiều sách hơn. 100% kinh phí để xây dựng thư viện do những người dân tâm huyết trong các tổ dân phố tự nguyện đóng góp. Riêng gia đình bà Nguyễn Thị Đào hiện là chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa tổ dân phố 2 Đa Thiện đã đóng góp 200 triệu đồng. Trước tâm huyết của gia đình chị Đào dành cho cộng đồng, rất nhiều bà con nhân dân trong tổ dân phố cùng hưởng ứng góp sách, góp tiền mua sách để nguồn tài liệu của thư viện thêm phong phú hấp dẫn. Tuy mới đi vào hoạt động gần 5 tháng, thế nhưng số lượng đầu sách và tạp chí đã tăng gấp đôi với đa dạng chủ đề. Hiện giờ thì cũng rất là có nhiều người là muốn hướng đến cộng đồng, giúp đỡ mọi người. Thì cái việc giúp đỡ vật chất thì mình nghĩ cũng nhiều rồi. Nhưng mà cái vật chất thì mình thấy nó không có lâu dài bằng cái tăng cường cái văn hóa đọc lên, giúp cho mọi người có cái món ăn tinh thần. Đó thì xuất phát từ ý nghĩ đó thôi. Thì cứ mỗi năm như vậy mình cũng phải ráng làm cho được 3-4 chuyên đề. Hiện giờ là cái sách này là phục vụ cho thanh thiếu niên và người trung niên là nhiều. Chứ còn cái đối tượng mà trẻ trẻ là thì mình thấy cái sách đó cũng còn ít. Đó cũng còn ít. Và cái đối tượng sinh viên thì cũng còn ít. Đó, thì nếu mà có điều kiện nữa thì mình sẽ chú ý đến những cái đối tượng nó nhiều hơn. Ngoài việc phục vụ bạn đọc, thư viện còn tổ chức chương trình đọc sách theo chuyên đề cho từng đối tượng bạn đọc theo định kỳ hàng tháng, hàng quý bằng hình thức tọa đàm, trao đổi, giới thiệu cuốn sách hay và hoạt động trải nghiệm cùng sách. Từ đó tạo một môi trường văn hóa thân thiện với mọi người, mọi nhà, phát triển phong trào đọc sách, xây dựng xã hội học tập. Mới đầu thì rất là khó làm đó. Cho nên là chúng tôi mới lấy cái vai trò là của tổ dân phố là tôi mới tập hợp lại bốn tổ dân phố, bốn ông tổ trưởng cùng nhau mời bí thư và mời bên ban công tác mặt trận làm cùng bàn và đi đến một thống nhất là đồng ý để mở một cái thư viện. Lúc mà mở cái thư viện ra thì chúng tôi cũng không thể nào nghĩ được là người ta sẽ tới đọc đâu. Bởi vì chúng tôi cũng đã từng ngồi bàn với nhau nói là thời giờ đâu mà đọc. Mà bây giờ thì sách báo điện tử thì quá trời. Thế nên chẳng ai đọc. Nhưng sau khi mà khai trương thư viện rồi và mở được một cái buổi hội thảo chuyên đề nữa thì bây giờ tôi thấy nó cũng có cái tiến bộ. Có thể nói thư viện công cộng còn là nơi tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, tuyên truyền phổ biến kiến thức về các loại hình nghệ thuật, là công cụ hữu hiệu hỗ trợ việc tự học của mỗi cá nhân, củng cố thói quen đọc sách của mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây cũng là đi đúng hướng với mục tiêu phát triển văn hóa đọc ngay tại cộng đồng khu dân cư và đúng với chủ đề của tuần lễ học tập suốt đời năm 2018, đó là trường học vĩ đại nhất chính là sách vở.
Thư viện Đa Thiện thật sự là một cái thư viện của cộng đồng, vì cộng đồng. Tại vì trong thời gian vừa qua thì thư viện cũng đã tổ chức cho nhiều bạn đọc đến để mà mượn sách, rồi tham khảo thêm những cái vấn đề mà người ta đang cần tìm hiểu. Và ngoài ra thì thư viện cũng tổ chức nhiều cái hoạt động khá phong phú để thu hút người dân đến đây để đọc sách và để tìm hiểu và để trao đổi và giao lưu, thì đã nâng cao được cái ý thức của người dân trong vấn đề đọc sách. Và nhiều gia đình họ đã tạo điều kiện cho con họ tới đây đọc sách. Trong cái tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời của thành phố, Thư viện Đa Thiện cũng đã mở ra những cái hoạt động phong phú để góp phần hưởng ứng cái phong trào này tại địa phương của địa phương phường 8 nói riêng và của thành phố Đà Lạt nói chung. Đây cũng là đi đúng với mục tiêu phát triển văn hóa đọc ngay tại cộng đồng khu dân cư và đúng với chủ đề của tuần lễ học tập suốt đời năm 2018, đó là trường học vĩ đại nhất chính là sách vở. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu hưởng thụ văn hóa đọc của con người cũng từng bước được nâng cao. Bởi lẽ đó, Thư viện Công cộng Đa Thiện thực sự giúp bạn đọc tìm kiếm thêm nguồn kiến thức từ sách báo để phục vụ cuộc sống, góp phần nâng cao tri thức, làm giàu cho đời sống tinh thần của mỗi người. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tối qua 15 tháng 10, tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tổ chức tuyên dương sinh viên năm tốt, học sinh ba rèn luyện năm 2018. Sau khi ôn lại truyền thống vẻ vang của ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tặng bằng khen cho 7 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt. Các sinh viên này đều có những thành tích đáng ghi nhận như tham gia và đạt giải trong các cuộc thi ý tưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp năm 2017, Hội thi quốc tế Smart City, Sustainable City, Hội thi Rung Chuông Vàng, cuộc thi Olympic tiếng Anh năm 2018, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh và hiến máu tình nguyện, đạt danh hiệu gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đồng thời, tỉnh Đoàn Lâm Đồng cũng trao bằng khen cho 2 học sinh trường trung cấp nghề Bảo Lộc đạt danh hiệu học sinh ba rèn luyện năm 2018. Đã tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao do nhà trường và thành đoàn Bảo Lộc tổ chức. Đây là một hoạt động thường niên của tỉnh Đoàn Lâm Đồng nhằm kịp thời tuyên dương những học sinh sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tốt, cũng như tích cực tham gia và đạt thành tích cao trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do đoàn hội các cấp tổ chức. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quốc Việt huyện Đức Trọng đã tổ chức lễ trao học bổng cho 17 sinh viên đang theo học ngành điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe và ngành nông nghiệp trồng trọt tại trường. Trong đó có 7 sinh viên ngành nông nghiệp nhận học bổng mỗi suất là 12.750.000 đồng và 10 sinh viên ngành điều dưỡng nhận học bổng mỗi suất là 21.200.000 đồng. Được biết, tất cả kinh phí này đều do các thành viên trong hội đồng quản trị, ban giám hiệu nhà trường và mạnh thường quân đóng góp để lập nên quỹ khuyến học khuyến tài mang tên Quốc Việt, dành tặng cho các em. 17 sinh viên được nhận học bổng lần này đang theo học chương trình đào tạo tiếng Nhật xuyên suốt trong thời gian 1.5 năm để sang làm việc tại Nhật Bản. Đây là chương trình được ký kết hợp tác giữa Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quốc Việt với Nghiệp đoàn Thương mại tỉnh Chiba, Nhật Bản về đào tạo thực tập sinh điều dưỡng dựa trên chương trình thực tập kỹ thuật nước ngoài. Sau 2 ngày tranh tài, giải kéo co, một trong những nội dung thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8, đã kết thúc vào ngày hôm qua 15 tháng 10. Giải lần này thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 15 đoàn trên địa bàn tỉnh, được chia thành 20 đội, trong đó có 11 đội của nam và 9 đội của nữ. Các đội thi đấu vòng loại để chọn ra đội có thành tích tốt nhất vào tranh giải cao nhất. Kết thúc giải, ở nội dung kéo co nam, Huyền Di Linh đã xuất sắc giành huy chương vàng, huy chương bạc thuộc về huyện Đạ Oai. Công an tỉnh và huyện Cát Tiên giành huy chương đồng. Còn ở nội dung kéo co nữ, huy chương vàng thuộc về huyện Di Linh, ngành giáo dục đào tạo giành huy chương bạc và hai đơn vị huyện Đạ Tẻ và Đơn Dương giành huy chương đồng. Nằm trong khuôn khổ các chương trình của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8 năm 2018, sáng nay 16 tháng 10, giải võ thuật cổ truyền, môn thi đấu thứ 9 đã chính thức khép lại sau 3 ngày thi đấu, với nhiều trận đấu hay và kịch tính. Giải lần này thu hút 79 vận động viên đến từ 15 đoàn tranh tài ở hai nội dung, biểu diễn bài quyền, binh khí,
và thi đấu đối kháng các hạng cân. Trong đó Quyền thi đấu 4 nội dung và đối kháng 8 hạng cân từ 48 cho đến 68kg của hai nội dung nam và nữ. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 12 huy chương các loại ở nội dung quyền cho các vận động viên đến từ các đơn vị Công an tỉnh, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Di Linh và Đức Trọng. Trao 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 16 huy chương đồng cho các hạng cân nam nữ ở nội dung thi đấu đối kháng. Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Sáng ngày 16 tháng 10, Công an phường 8 thành phố Đà Lạt cho biết đang tiến hành tạm giữ một xe khách vi phạm, đồng thời xác minh danh tính tài xế đã lao xe vào cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Đây là chiếc xe khách vi phạm mang biển kiểm soát 49X3186 của nhà xe Việt Tân đang bị Công an phường 8 Đà Lạt tạm giữ. Trước đó khoảng 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10, hai chiến sĩ Công an phường 8 thành phố Đà Lạt đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự tại đường Bùi Thị Xuân phường 8 thì phát hiện chiếc xe này chưa rõ danh tính tài xế chạy từ hướng ngã năm Đại học Đà Lạt đi Hội Xuân Hương. Khi phát hiện xe khách đi vào đường cấm lưu thông theo khung giờ quy định, nên công an đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên tài xế không chấp hành, còn rồ ga bỏ chạy, ủi thẳng vào Trung úy Trần Văn Bình, Công an phường 8 đang làm nhiệm vụ, khiến anh Bình phải bám vào cần gạt nước của chiếc ô tô này và bị kéo lê hơn 100 mét. Sau một thời gian phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt truy tìm, cảnh sát phát hiện chiếc xe vi phạm được cất giấu cách hiện trường khoảng 500 mét. Phần tin trong nước và quốc tế. Đắk Nông ban hành nhiều chính sách hỗ trợ để thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa bàn. Cách tốt nhất và hợp lý nhất để kiềm hãm sự ấm lên toàn cầu đó là trao quyền cho người trồng rừng bản địa, giảm lãng phí thực phẩm và giảm khẩu phần thịt trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến thời điểm này, cả nước đã có 3.542 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 64 xã so với cuối tháng 8 năm 2018. Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, mục tiêu trong năm 2018, cả nước có khoảng 39% số xã, khoảng 35.000 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời có ít nhất 54 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Như vậy, so với kết quả đã đạt được, thì chương trình xây dựng nông thôn mới đã về đích trước 3 tháng. Trong năm nay, nhiều địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn, dồn nguồn lực nhiều hơn, có nhiều cách làm sáng tạo, sát thực tiễn và đảm bảo chất lượng, đánh dấu một bước chuyển về chất trong thực hiện chương trình. Theo nghị quyết quy định về khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể và hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông, ban hành vào tháng 7 năm 2018, để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tỉnh Đắk Nông sẽ hỗ trợ từ 20 đến 30% kinh phí xây dựng một số hạng mục như đường giao thông, hệ thống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trong lĩnh vực đầu tư, cơ sở lưu trú du lịch sẽ được hỗ trợ từ 10 đến 20 triệu đồng một phòng khi xây dựng mới hoặc mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong phát triển du lịch cộng đồng sẽ hỗ trợ 100% kinh phí cho các thôn, bon, buôn, tổ dân phố làm du lịch homestay khi xây dựng các công trình thiết yếu. Đối với các hộ làm du lịch homestay và du lịch canh nông sẽ được hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện các hạng mục liên quan. Nghị quyết cũng quy định rõ các dự án công nghệ cao được hỗ trợ 30% kinh phí chuyển giao công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị và quá trình sản xuất thử nghiệm. Trước tình hình dịch tay chân miệng đang bùng phát tại một số nơi trên địa bàn, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các phòng ban chuyên môn tuyến cơ sở triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm dập tắt ổ dịch, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan chéo trong những môi trường tập trung đông trẻ em. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 300 trẻ em mắc bệnh tay chân miệng, có 2 ca bệnh trở nặng, rất may không có trường hợp tử vong. Chỉ tính riêng nửa đầu tháng 10, thời điểm giao mùa, toàn tỉnh đã có gần 80 ca trẻ em mắc bệnh. Qua số liệu thống kê thì đây cũng là cái dấu hiệu cảnh báo cho chúng ta biết được rằng là khả năng mà tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch tay chân miệng cuối năm của 2018 tại Gia Lai có nguy cơ là có thể bùng phát thành dịch lớn nếu mà chúng ta không chủ động phòng chống dịch triệt để. Đặc biệt, ổ dịch trong tháng 10 này được xác định xuất phát từ trường mẫu giáo mùng 1 tháng 5 xã Iaok, huyện Iagrai với 34 ca trẻ nhiễm bệnh. Số trẻ này đã được cơ sở y tế xã, huyện điều trị và ổn định về sức khỏe.
Ủy ban nhân dân huyện Iagrai đã ra công văn yêu cầu đóng cửa trường mầm non mùng 1 tháng 5 trong vòng 10 ngày. Đồng thời, hệ thống y tế cơ sở cũng đang tích cực triển khai các giải pháp phòng chống. Khi mà phát hiện ra cái ổ dịch á thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 thì chúng tôi cũng đã phối hợp với trạm y tế xã, với trung tâm y tế huyện, chúng tôi báo cáo với các cái cơ quan chuyên môn, với các cơ quan chức năng liên quan thì cũng đã làm cái công tác vệ sinh, trong đó là vệ sinh đồ dùng cá nhân cho trẻ, đồ vệ sinh trường lớp. Nay trẻ đi học lại là ngày 22 tháng 10 thì chúng tôi đã tiến hành làm công tác vệ sinh hàng ngày thôi. Mặc dù là học sinh được nghỉ nhưng giáo viên vẫn 100% lên trường để làm cái công tác vệ sinh hàng ngày. Lưu ý cho phụ huynh của nó là vấn đề vệ sinh thôi, phòng ngừa bệnh cho nó để tránh cái tái nhiễm lần hai. Vệ sinh có thể là mình rửa tay trước khi mà chế biến đồ ăn cho trẻ này, sau khi mà thay tẻ còn áo lót cho bé cho trẻ này, rồi vệ sinh tay chân sạch sẽ cho trẻ bằng xà bông này, rửa đồ chơi, không cho trẻ mút tay ngậm đồ chơi, vệ sinh sàn nhà và các vật dụng hàng ngày. Tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, hiện tại cũng đang tiến hành điều trị cho 16 ca trẻ em mắc bệnh tay chân miệng. Hầu hết các em này đều đã được kiểm soát bệnh và bôi thuốc đặc trị, sức khỏe ổn định. So với các ca bệnh tay chân miệng cùng kỳ năm ngoái, năm nay tỉnh Gia Lai giảm gần 90 trẻ em nhiễm bệnh. Cách tốt nhất và hợp lý nhất để kiềm hãm sự ấm lên toàn cầu đó chính là trao quyền cho người trồng rừng bản địa, giảm lãng phí thực phẩm và giảm khẩu phần thịt trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Nhận định trên được đưa ra trong báo cáo do một liên minh gồm 38 tổ chức phi chính phủ thực hiện và công bố ngày 15 tháng 10. Theo báo cáo dài 50 trang này, việc khôi phục hệ sinh thái rừng tự nhiên, đảm bảo quyền sử dụng đất của các cộng đồng dân cư bản địa và điều chỉnh hệ thống cung cấp thực phẩm toàn cầu có thể góp phần giảm tới 40% lượng khí thải nhà kính đến năm 2050, đồng thời giúp con người tránh được các thảm họa khí hậu. Báo cáo dựa trên công trình khoa học này nhận định gần 20% lượng khí thải được cắt giảm sẽ có được từ việc tăng diện tích trồng rừng và các vùng đầm lầy, qua đó thúc đẩy quá trình hấp thụ khí CO2. Phần còn lại sẽ có được từ chính sách hạn chế các hoạt động nông nghiệp phát thải lượng lớn khí CO2. Tình trạng phá rừng đang làm trầm trọng thêm hiện tượng ấm lên toàn cầu, bởi hoạt động này làm giảm khả năng hấp thụ khí CO2 của trái đất, đồng thời làm gia tăng lượng khí thải ra không khí. Ngoài ra, việc giảm 30% lượng thực phẩm dư thừa hiện nay có thể giúp giảm 500 triệu tấn khí CO2, tương đương hơn 1% tổng lượng khí phát thải. Ngày 15 tháng 10 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia, đã diễn ra diễn đàn lần thứ hai các tổ chức xã hội liên kết với ASEAN. Diễn đàn không chỉ nhằm cung cấp thông tin mà còn khuyến khích các tổ chức xã hội thảo luận về các dự án và tăng cường hợp tác giữa các tổ chức này với ASEAN trong tương lai. Tại diễn đàn, các đại biểu từ các nước chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các thông tin cập nhật và ưu tiên của cộng đồng ASEAN, thúc đẩy sự tham gia ngày càng sâu rộng hơn của các tổ chức xã hội nhằm đáp ứng tầm nhìn của một cộng đồng ASEAN, bao gồm tất cả các công dân ASEAN và lấy con người làm trung tâm. Đây là lần thứ hai chúng tôi tổ chức diễn đàn này. Kể từ thời điểm tổ chức vào năm ngoái, rất nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm, hưởng ứng đối với chương trình này. Và năm nay với vai trò là Tổng thư ký ASEAN, Ngài Dato Lim Chok Khoi cũng rất quan tâm đến chương trình này và mong muốn chương trình có những đóng góp thiết thực đối với các mục tiêu của cộng đồng ASEAN. Đây cũng là dịp trao đổi về kế hoạch làm việc của các tổ chức ASEAN, cũng như về các mục tiêu và thách thức hoạt động của các trung tâm thuộc ASEAN hướng tới thực hiện tầm nhìn ASEAN 2025 với sự tham gia của không chỉ các chính phủ mà cả các tổ chức và người dân. Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ giảm thuế xăng dầu lần đầu tiên trong vòng 10 năm trong bối cảnh giá xăng dầu tại nước này leo thang theo xu hướng chung của giá xăng dầu thế giới. Việc giảm thuế xăng dầu sẽ được tiến hành từ đầu tháng 11 tới. Song cuối tháng này, chính phủ Hàn Quốc mới công bố mức giảm cụ thể. Giá xăng bình quân hiện nay tại Hàn Quốc là 1.660 won, tương đương 1,46 đô la Mỹ một lít. Mức thuế xăng dầu hiện nay ở Hàn Quốc là 30%. Ước tính, nếu thuế xăng dầu giảm 10%, giá xăng tại Hàn Quốc có thể giảm 4,9% và giá dầu diesel sẽ giảm 3,9%. Nếu thuế hạ 20%, thì mức giảm trên sẽ tăng gấp đôi. Vừa qua, giá xăng tại Hàn Quốc đã tăng 15 tuần liên tiếp, lên mức cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây do chịu tác động của giá dầu thế giới vượt mức 80 đô la Mỹ một thùng. Biện pháp này của chính phủ Hàn Quốc nhằm giảm gánh nặng cho các tầng lớp dân cư thu nhập thấp và trung bình như những tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ, từ đó kích thích tiêu dùng nội địa. Tiếp theo chương trình là một số thông tin văn hóa quốc tế đáng chú ý.
Người dân nhiều nước trên thế giới đang háo hức chuẩn bị cho dịp lễ Halloween vào cuối tháng 10 này. Tại bang Florida của Mỹ có một truyền thống đón Halloween khá đặc biệt, đó là tổ chức cuộc thi khắc bí ngô ở dưới nước. Các thí sinh mặc đồ lặn, cầm dao khắc và lặn xuống độ sâu hơn 9 mét để tham gia tranh tài. Chủ đề của cuộc thi năm nay là cuộc sống đại dương, do đó các tác phẩm dự thi làm từ bí ngô khá phong phú, từ những chú cá mập, rùa biển cho đến ngôi trường dành cho những chú cá. Tất cả cho thấy khả năng sáng tạo của các thí sinh tham dự sự kiện thường niên này. Album soundtrack của bộ phim A Star Is Born, tạm dịch là Vì Sao Vụt Sáng, lần đầu tiên leo lên vị trí số 1 của Billboard 200, bảng xếp hạng dựa trên mức tiêu thụ album trong tuần. Đây là lần thứ 5 Lady Gaga giành được vị trí này và cũng là lần đầu tiên cô kết hợp với Bradley Cooper. Ngay sau khi xuất hiện, A Star Is Born nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, không chỉ bởi nội dung hay sự kết hợp lần đầu tiên của Lady Gaga và Bradley Cooper, mà còn vì phần âm nhạc của phim. Bộ phim được nhận định có nhiều cơ hội tại lễ trao giải Oscar tới và sẽ là đối thủ nặng ký của nhiều bộ phim ở hạng mục phim xuất sắc. Đoàn nghệ thuật gánh xiếc mặt trời Cirque du Soleil nổi tiếng của Canada sẽ công diễn một chương trình đặc biệt vào năm 2019, lấy cảm hứng từ tài năng và sự thành công của ngôi sao bóng đá Argentina Lionel Messi. Chương trình là kết quả của thỏa thuận hợp tác giữa ngôi sao bóng đá với một tập đoàn giải trí nổi tiếng. Bản thân Messi cũng vô cùng phấn khích trước việc này, đồng thời tin tưởng chương trình sẽ gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người, như những gì đoàn nghệ thuật gánh xiếc mặt trời đã từng làm trong rất nhiều các chương trình đặc sắc khác. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn đến với mô hình của những người nông dân chân chất luôn khát khao được đưa thương hiệu rau hoa Đà Lạt đến gần hơn với người tiêu dùng. Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây, rau hoa Đà Lạt đã và đang trở thành thương hiệu uy tín được nhiều người tiêu dùng cả nước lựa chọn. Trong đó, những loại rau củ dán nhãn thương hiệu rau an toàn Việt Gáp của Hợp tác xã Xuân Hương do ông Trần Đức Quang làm giám đốc luôn được các siêu thị, cửa hàng, thực phẩm lớn của cả nước ưu tiên sử dụng. Từ những kiến thức về kinh nghiệm sản xuất đến khai thác đa dạng thị trường tiêu thụ, ông Quang không những vươn lên làm giàu cho gia đình mình, mà còn giúp cho nhiều hộ gia đình thành viên Hợp tác xã Xuân Hương thoát nghèo từ chính sản vật của địa phương. Hợp tác xã Xuân Hương được thành lập vào tháng 7 năm 2003 do ông Trần Đức Quang làm chủ tịch hội đồng quản trị. Những năm đầu mới thành lập, hợp tác xã gặp rất nhiều khó khăn. Ông Quang kể rằng, thương hiệu rau Xuân Hương Đà Lạt đến với các vùng miền trong nước như hiện nay, thực tế chỉ xuất phát bằng 3 luống rau nhà lưới của gia đình ông chuyển đổi gần 20 năm trước. Mỗi luống rau có diện tích khoảng 25 m². Bước đầu thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Là tôi phải bỏ công sức ra để đi tìm thị trường từ các tỉnh, chủ lực là thành phố Hồ Chí Minh, xong rồi các tỉnh lẻ, nhưng mà nó cũng không được bao nhiêu. Tính đến thời điểm hiện tại, Hợp tác xã Xuân Hương đã thu hút 25 hộ xã viên, quy mô sản xuất 7 hectare theo tiêu chuẩn Việt Gáp, với trên 20 loại rau củ các loại, sản lượng hàng năm bình quân từ 6 đến 700 tấn. Hợp tác xã đã mang lại lợi nhuận cho hộ gia đình thành viên khoảng 300 triệu đồng một hectare một năm đối với diện tích đất ngoài trời, từ 500 đến 600 triệu đồng một hectare một năm đối với diện tích nhà kính. Cá biệt có diện tích nhà kính trồng ớt ngọt, xà lách, cà chua giống mới, thu lợi nhuận mỗi hectare từ 1 tỷ đồng trở lên. Khi qua làm với hợp tác xã thì hợp tác xã khi giao giống thì sẽ thu lại sản phẩm của mình, thì mình không phải lo lắng về đầu ra. Trong hợp tác xã thì bác đoàn kết gắn bó những anh em trong xã viên thì thường xuyên là đi kiểm tra thăm hỏi anh em. Sự liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà, nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp trong quy trình hoạt động của hợp tác xã về đẩy mạnh sản xuất theo hướng Việt Gáp, tuyển chọn giống tốt, thâm canh, tăng vụ, mở rộng nhà kính, nhà kho, nhà sơ chế, chú trọng khâu bảo quản sau thu hoạch và tiếp thị đã giúp hợp tác xã thực sự là nhà của các xã viên. Trong đó, ông Trần Đức Quang, giám đốc Hợp tác xã Xuân Hương Đà Lạt, đóng một vai trò then chốt bởi ông là nông dân đi đầu trong thực hiện chủ trương xây dựng hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp với chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Những tấm bằng khen, giấy khen, cờ thi đua, huân chương lao động của cá nhân ông Trần Đức Quang và tập thể Hợp tác xã Xuân Hương
chính là sự đánh giá cho nỗ lực không ngừng nghỉ của những người nông dân chân chất, luôn khát khao được đưa thương hiệu rau hoa Đà Lạt đến gần hơn với người tiêu dùng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.